Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2020, thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành rất được vinh dự là đón đoàn khách hàng tới từ Gia Lâm, Kiêu Kỵ, Hà Nội. Các bác đã xem rất nhiều những sản phẩm đồ thờ cúng bằng gỗ trên YouTube và các bác đã tìm về tới cơ sở đồ gỗ Hiền Lành nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định để các bác đặt hàng. Các bác đã đặt một lô đồ thờ cúng bằng gỗ yêu cầu dát vàng ta chuẩn 4/9. Thì chúng tôi sẽ đáp ứng đúng yêu cầu của anh và bàn giao cho gia đình vào đúng ngày mà anh đã chọn. Thì đồ gỗ Hiền Lành cảm ơn tất cả quý khách hàng trên toàn quốc đã xem video và ủng hộ cơ sở đồ gỗ Hiền Lành trong thời gian vừa qua. Trong dịp hè sắp tới này thì chúng tôi cũng ra rất nhiều những mẫu sản phẩm mới và hot hit nhất hiện nay trong năm 2020. Thì quý vị muốn xem những video đồ gỗ mới nhất, quý vị hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để quý vị có thể cập nhật được những video mới mà chúng tôi đưa lên. Vì trung bình từ một ngày chúng tôi đưa đến từ 2 đến 4 video, quý vị có thể xem được. Và trên hình các bạn đây là chúng tôi đang viết hóa đơn để đưa cho khách hàng. Mỗi người giữ một biên. Cơ sở đồ gỗ Hiền Lành nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Lý Yên, tỉnh Nam Định. Quý vị có thể liên hệ theo hai số hotline trên màn hình thì chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng sản phẩm đồ thờ cúng bằng gỗ. Quý vị ưng mẫu nào, quý vị có thể gửi về Zalo cho chúng tôi theo hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Đồ gỗ Hiền Lành cảm ơn 8.000 anh em đang theo dõi trên YouTube cũng như là fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký. Quý vị có thể cập nhật được những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.